Hơn xin, hương xin kính chào tất cả các quý khán giả xa gần khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước ạ, à. À, vẫn là lời đầu tiên, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả các quý khán giả thân thương cùng với gia đình một tuần mới rất là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng tích cực nhất và mọi điều tốt đẹp, mua may bán đắt ạ. À. Thì trong cái video hôm nay thì Hương cũng xin kính chúc tất cả những người bạn những người bạn láng giềng ha, người bạn người Mexican một cái lễ Cinco de Mayo rất là vui vẻ, happy Cinco de Mayo rất là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp nhất trong cái lễ hội truyền thống của người 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 Mỹ thì à, hòa chung với không khí à, các bạn làm chung thì ở nơi Hương có tổ chức à, những cái trang phục à, lễ kỷ niệm của ngày lễ à, Cinco de Mayo là ngày 5 tháng 5. À, thì à, Hương sẽ chia sẻ nè à, là một cái lễ Cinco de Mayo là lễ hội không phải nhằm kỷ niệm à, ngày độc lập của Mexico mà là lễ hội kỷ niệm chiến thắng của quân đội Mexico trong trận chiến đấu với quân Pháp tại thành phố la năm 1862 khi Pháp đang chiếm đóng đất nước này, lễ hội được tổ chức rộng rãi ở Mỹ nơi có số lượng người Mexico sinh sống rất là đông. Cinco de Mayo là lễ hội sôi động nơi bạn có thể thưởng thức những giai điệu múa dân gian, âm nhạc mariachi, món cocktail margaritas và các món ăn hấp dẫn. Tất cả đều mang đậm bản sắc À, nét văn hóa của Mexico lễ kỷ niệm diễn ra ở tiểu bang à, Colorado ấn tượng với cuộc thi nấu ăn với bột ớt xanh và cuộc thi ăn món bánh taco món bánh taco món bánh thịt chiên giòn của Mexico một trong taco là một trong những cái thức ăn rất là um, rất là ngon và cái đặc sản của người Mexico Mexico um, trong khi đó, lễ hội diễn ra tại thành phố San Diego lại tưng bừng với âm nhạc và những điệu nhảy uh, flam, flamenco, flamenco cưỡi xe ngựa và những khu vực uống bia ngoài trời. Thì um, đây là cái lễ hội ha, đặc biệt cái màu cờ đặc trưng của người người Mexican là ba màu cả nhà là màu đỏ, màu trắng và cái màu xanh. Và cái màu xanh là ba cái màu đặc trưng, cái màu um, lá cờ ha thì cũng hòa chứ chung không khí đó tất cả các bạn đó rất là vui ha lễ hội truyền thống thì họ mặc những cái trang phục sắc màu xanh đỏ rực rỡ những cái trang phục truyền thống mà miễn hiện lên ba cái màu màu đỏ đó và rồi vui là với cái uh, truyền thống họ thì nhảy múa ca hát là những cái truyền thống rất là đáng yêu, rất là rất là vui cả nhà. Thì hòa trong không khí hôm nay Hương đến chỗ làm thì cũng uh, mặc được trang phục thì mặc uh, cùng chung vui với các bạn chia sẻ nằm vui thì đó là chia sẻ về cái thông tin ngày hôm nay là sáng trưa chủ nhật ha. Thì uh, vẫn uh, tiếp tục câu chuyện về uh, trở lại câu chuyện câu chuyện uh, lan tỏa yêu thương uh, idol uh, idol ca sĩ Hồ Văn Cường thì Hương lại tiếp tục mình thấy là hôm nay trên cái trang Hương cũng vào trang nhà um, phần bay của hồ ca sĩ Hồ Văn Cường ha. Thì trang Facebook fanpage thì Hương cũng mới chia về là Cường đã update đã chia sẻ cái poster um, trên cái trang fanpage là chia sẻ cái cái poster ở phòng trà uh, à, uh, Nguyễn Nhất Quy 50 năm vẫn nợ cuộc đời ha thì hôm cái này là mới nhất thì Hương uh, Hương, Hương mới vào và cũng có để like và để lại uh, bình luận trên đây ha thì uh, người thầy Lâm Hùng Đàm Bình Hương Hồ Vân Cường Sơn Hạ 8 tháng 6 2024 tại Đà Lạt thì trên đây có số nè check in time 4 giờ 30 show time 17 giờ 15 thì hotline trên cái poster này là 096 999 À, 8966 8, 8, ở à, đầu đèo Friend đường 3 tháng 4 đội Carie phường 3 thành phố Đà Lạt ha chắc à, đội đường à, Nguyễn Nhất Huy Lai show 50 năm vẫn nợ cuộc đời thì à, trang hộp anh Pay đã à, con đã um, update lên cái um, cái poster này trên trang của Hồ Văn Cường thì cập nhật thông tin lịch, lịch diễn nè thì thông tin lịch diễn này thì 1 tháng 6 phòng trà 8 tháng 6 Lulu Lola Đà Lạt ngày 24 tháng 4 nhà hát VH 30 tháng 4 Sài Gòn nay thì đã xong rồi bây giờ còn 3 show ngày 30 tháng 5 à, mây Sài Gòn và ngày 1 tháng 6 phòng trà Vĩnh Thành và ngày 8 tháng 6 Lulu Lula Đà Lạt ha thì ba cái show phòng trà Bến Thành à 30 tháng 5 à chủ đề cung đàn thương nhớ Hồ Văn Cường. Nhà hát Thanh niên số à, 4 Phạm Ngọc Thạch à, phường Bến Nghé quận Nhất. Thì trên đây có cái số hotline đăng ký vé nè cả nhà ha. 0961656601, 6601 của Mây Sài Gòn ha. Và à, vé phòng trà Bến Thành cung đàn thương nhớ, Số phòng trà Bến Thành thì à À, 20 giờ à, nh nhạc sĩ khách mời là Nguyễn Minh Cường thì tất cả hai poster đều có trên đây hết và số 8 tháng 6 thì nói về xô thì cả nhà ơi mình à, trong tháng 5 và trong tháng 6 thì à, xa cường cũng lâu ha, cả nhà cũng gặp lại cũng mong muốn gặp lại cường được nghe cường hát được thấy sự giao lưu thì à, cả nhà nhanh chóng ha, nhanh tay đặt chiếc vé để chọn cho mình những cái chỗ với những cái giá tiền phù hợp và thích hợp nhất mình chọn trước mình có điều kiện ha để liên lạc bút vé vào số hotline để gọi số phone ha trên poster này có và cũng là là không vào cái trang web ha vào trang web thì co trong co hương cũng nói với mọi người ha trang web và nếu không được thì bạn liên lạc với bạn hồng phước Đặng ha thì poster cũng đã up trên trang fanpage thì hương cũng gửi lời chia sẻ là chúc mừng con cường có sự hợp tác với các um, ca sĩ nhạc sĩ những ngôi sao uh, của nhà của làng nhạc việt ha thì um, chúc con sâu diễn thành công tốt đẹp và đặc biệt là trong mùa thi cử chúc con gặt hái những thành công à, tốt đẹp và cao nhất trong mùa thi cử và nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt và chúc cái sâu diễn mãi mãi à, gì yêu thương hồ văn cường ngôi sao mãi tỏa sáng là cái nhóm và cũng cái chủ đề của nhóm cô hương cái thông điệp mà cô hương muốn gửi đến con chúc con mọi điều tốt đẹp nhất thì đó là à đây ha, mới năm show thì hai show đã diễn ra rồi đã khép lại hai show trong tháng tư và chuẩn bị tháng 5 thì mình có một show và hai show trong tháng 6 ha. Tháng 5 mùa hè rực rỡ với những thành công rực 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 sáng và chói lọi nhất rực rỡ nhất, sáng chói nhất của con bắt đầu một cái tháng 5, một cái mùa hè đáng nhớ nhất trong năm 2024 với những thành công mới và những thắng lợi mới thì đó là cái thông điệp của cô Hương và à, chia sẻ vào cái về, về à, tình hình vé show ha thì may thì à, trên đây trên cái sơ đồ thì Hương cũng vào sơ đồ và cũng xin được kỹ về vé trên sơ đồ thì trên danh sách trang fanpage của con thì vẫn là 16.000 người đăng ký nha cả nhà và vẫn là poster cũ và à, Um, cái địa chỉ liên lạc email thì um, vẫn là contact hồ văn cường gmail uh, com com thì um, tất cả đều viết hoa mọi người tất cả những ai có nhu cầu liên lạc về công việc ca hát và show um, thì liên lạc với con cường nếu không có số điện thoại thì qua cái số địa chỉ email đó là cái uh, trang fanpage chính thức của hồ văn cường có cái địa chỉ email trên đó ha cả nhà đây hả 16 000 người đăng ký thì trên trang nhà thì cô Hương cũng giới thiệu vào nhà con thăm mỗi ngày ha check in mỗi ngày coi có cái thông điệp gì mới hay không thì đó là trang phần bay và điểm qua mọi người đang trông chờ về lúc này thì về vé show Hương vào cái trang của Hương Hương Trương thì vào cái vé show đâu rồi Đấy, lấy cái vé đây cả nhà ha thì đây là cái vé vé ở trên mây ha phòng trà mây thì hai bên này một cái vé đỏ còn một vé đỏ hai bên ha thì một cái khoảng trống màu xám này là vé đã bán rồi thì dựa trên sơ đồ hương chỉ biết thôi ha thì và điểm vào cái vé đỏ là 1 triệu 2 thì bên đây là 18 vé bên đây 18 vé hương điểm trước là 36 vé cả nhà thì cái vàng bên đây là 37 và bên đây là ba chục bên đây là 37 thì cái vàng này là cái vé vip nữa nha 950.000 thì nó còn 67 vé và xanh này thì 22 với 27, 22 với 27 là 49 và cái này là 28 với 28 là 56 thì 56 vé xanh là 750 ngàn ha nó ba loại vé 950, 750 và cái tím là cái 500 ngàn thì mình không còn nữa nha với cái loại cao nhất thì đó là phòng trà bến thành vào vào cái trang web www video net sài gòn chấm thì sẽ ra cái sơ đồ vé này đây cả nhà ha và đặt chiếc vé màu đỏ vẫn còn hai chính giữa thì người ta bút hết chính giữa thì rất là nhiều mà còn hai cái bên bên bìa ha cả nhà thì đây là sơ đồ vé thì tổng cộng trên cái sơ đồ này nó còn 208 vé thì 30 tháng 5 thì bây giờ vẫn là năm sáu tây rồi thì vẫn còn là 3 tuần nữa không tới 3 tuần nữa là 20 ngày nữa 30 ngày 20 hai mươi mấy ngày nữa ha thì 30 thì còn 5 6 tay rồi 24 ngày nữa thì khoảng 3 tuần thì tranh thủ đặt vé ha cả nhà. Đây là mây đó là mây và cái phòng trà Bến Thành thì Hương sẽ cũng xin và khu đây và cái thông tin để cho mọi người vui mừng nhất là phòng trà Bến Thành ha, chủ đề cung đàn thương nhớ nữa và với sự uh, sức trở lại của khách mời là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thì sẽ mang cho chúng ta đến những cái điều rất là tuyệt vời mới mẻ và um, rất là tài năng ha một nhạc sĩ rất là tài năng với những cái bài hát rất là hay với những cái dòng nhạc mới và những bài viết như là uh, Doni đóng dài cho uh, cho cường vậy ha những bài hát còn diễn rất là ngọt ngào và rất là cảm xúc và nhạc sĩ có sự duyên dáng và MC nữa rồi đánh đàn guitar rất là nhiều tài năng duyên dáng thì sẽ làm cho một cái đêm nhạc rất là hào hứng rất là vui ha mọi người rất là mong chờ sự trở lại của hai chú cháu sông cường và sẽ thấy thêm những cái bàn đặc sắc nhất à, đêm nhạc à, thì đây là phòng trà bến thành thì hương hương đọc lại và cũng được biết là à, hai cái loại vé 300 khu Bình Tây Bình Tây 1 là 500 và khu Bình Tây 2 là 300 thì à, hai cái khu này đã vé đã bán hết rồi vé đã bán hết rồi cả nhà ha đã show out 300 và 500 hai cái loại vé đó thì Minh Hương sẽ đọc nè thì bây giờ chỉ còn cái loại vé là 1, 1 triệu 7 000. khu Bến Thành khu Tân Định là 1 triệu 300 và khu An Đông là 1 triệu thì còn 3 loại vé, 1 triệu 7, 1 triệu 3 và 1 triệu thì, uh, dạ, điêm nhạc một, đi, dạ 1 tháng 6 đêm nhạc Hồ Văn Cường, Festival Guest, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, giá phụ thu đêm nhạc Khu Bến Thành là 1 triệu 7, khu Tân Định là 1 triệu 3, khu An Đông là 1 triệu, khu Bình Tây 1 là 500 và khu Bình Tây 2 là 300 Thì hai cái loại 300, Bình Tây 2 và Bình, Bình Tây 1 và Bình Tây 2 là 500 và 300 thì đã show out hết rồi chưa bao gồm tiền thức ăn nước uống hiện đã full khu Bình Tây 2 à, khu Bình Bình Tây 2 luôn rồi khu Bình Tây 1 cũng đã full luôn rồi nha. Bạn đặt chỗ quán cho quán xin tên số điện thoại và à, số khách và loại khu vực ạ. À. thì nó khu khu Bình Tây đó. Đó, đây là cái vé sơ đồ ha thì à, hai loại nghe cả nhà à, loại 1 và loại 2 300 và 500 đã show out đã hết vé rồi, cả nhà nhanh chân đặt, đặt 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 chiếc vé. Thì đó là tình hình về vé về vùng vùng trà Bến Thành và cũng chủ đề là cung đàn thương nhớ và trở lại với đêm nhạc ngày ở cái một chiều trên Đà Lạt mộng mơ thì với uh, cái show Đà Lạt thì lúc nào cũng hát sớm ha cái thời gian trình diễn sớm hơn nên cả nhà nhớ nhớ chú ý đặc biệt không phải chỉ những người đi show mà chúng ta những người theo dõi chúng ta cứ tưởng là bảy tám giờ theo cái giờ Việt Nam nhưng mà ở Đà Lạt lúc nào cũng uh, hát sớm hơn hết 4 giờ rưỡi là hồi nãy Hương thấy trên poster là ghi là 4 giờ rưỡi đó thì mình cố gắng hết cả nhà à, mình bỏ tranh thủ bốc vé nè rồi sắp xếp thời gian mình ở xa thì mình hóng con Cường và đặc biệt là lần đầu tiên Cường có sự hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Đức Huy người đã nhạc sĩ đã viết cho Cường bài hát người thầy rất là hay và thương nhớ người dân rồi nhiều bài hát nữa ha và trong đó có một cái sự khác chung với đứng chung một cái show với ông hoàng nhạc việt là đàm vĩnh hưng và lâm hùng và nhạc ca sĩ lâm hùng thì một sự rất là vui mừng và tự hào cho fan chúng ta tự hào cường đã đứng chung một sân khấu và có cơ hội trải nghiệm và học hỏi học hỏi trải nghiệm và cùng à, không biết là có hát cùng hay không ha mình thì hóng chờ thôi nhưng bây giờ nhiệm vụ mình là à, ủng hộ và à, yêu thương và đặt chiếc vé à, yêu thương cùng ủng hộ cho idol của mình và cũng ủng hộ cho show diễn thành công tốt đẹp nhất và chúc nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy ha, một show diễn rất thành công để có một chặng đường dài để nhạc sĩ có niềm vui và động lực để tiếp tục con đường trên con đường nghệ thuật ha trên con đường cống hiến nghệ thuật và tài năng âm nhạc cho cái làng nhạc của cho cái nguồn âm nhạc của Việt Nam bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc nhạc việt nam và e, hy vọng là sẽ cường à, nhạc sĩ sẽ viết cho cường những bài hát mới và trở thành những cái bản hit của cường nữa ha giống như người thầy nè những cái bài hát cường rất là hay nói chung là dòng nhạc nào cường hát cũng rất là hay hết và đặc biệt là với cái giọng cái thiên sứ trời cho sẵn cái giọng ca à, cảm xúc cái giọng ngọt ngào và À, tiếng hát từ trái tim ha từ cái cảm xúc dồn hết vào à, dành cho cái bài hát thì nó sẽ hay và chạm đến trái tim của khán giả đó là mình tại sao khán giả yêu thương à, con cường không cần kỹ thuật quá bởi vì con chính là con là sứ giả dạ cảm xúc yêu thương yêu thương là bằng cái cảm xúc ha bằng những cái con thì rất rất là tuyệt vời thì phòng trà vé thì cũng trên show thì À, nhạc sĩ như nguyễn quốc huy cũng có à, tất cả đều có à, trang web để mình vào mình đăng ký à, đăng ký đặt vé ha, cả nhà lịch diễn nè rồi um, show rồi đó, book, booking booking mỗi cái một cái show và trên à, nhạc sĩ nguyễn quốc huy thì cũng có đăng cái à, giá, giá vé nè nice show thì liên lạc ha, liên lạc uh, bút vé cả nhà ơi và uh, booking ở nhà hát thanh niên thì www gòn net ha. Rồi phòng trà Bến Thành thì www.facebook.com thì mọi người vào cứ nhắn tin thì người ta sẽ trả lời thôi. Và booking Lulu Đà Lạt 8 tháng 6 thì booking.lululola.vietnam. việt uh, nam uh, đó, thì uh, Nguyễn Sơn, Thì vào đây thì uh, hôm qua hơn thì cũng có uh, đặc biệt cái vé ở uh, của nhạc sĩ Nguyễn đức Huy thì nó có rất nhiều loại uh, với những cái giá khác nhau ha, rất là tiện lợi và um, khung giờ diễn từ 17 giờ30 đến 19 giờ 30 thì um, hoàng hôn là một triệu chính cao nhất là 1 triệu chính chiều Tà là 1 triệu 7 chạn vạn là một triệu rưỡi chập chọn là 900 nhá Nhem là 500 thì cả nhà nhớ liên lạc ha là, liên lạc với ờ um, thì trên trên cái vào uh, sơ đồ thì uh, nhạc sĩ nguyễn nhất huy cũng có ghi hết ở cái người mà phụ uh, tổ ban tổ chức đó người ta cũng có ghi hết uh, ghi chú là chỗ người lớn trên 12 tuổi được tính bằng một một trăm phần trăm giá vé chỗ trẻ em từ 6 đến 12 tuổi được tính bằng 50 phần giá vé Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí ngồi cùng với người lớn và không có ghế riêng. À, quý khách vui lòng hoàn thành thanh toán trong 15 phút tính từ thời điểm đặt chỗ. Các đặt chỗ không thực hiện đúng và đủ các bước đảm bảo thời gian theo quy định sẽ tự động quỷ mà không cần thông báo trước. Ha, à, rồi chính sách hoàn vé, hủy vé và bảo lưu vui lòng Zalo 096 999 8966 khi có thay đổi về vé đã đặt. Nè. Uhm, thì trong cái thông tin này nè quỹ vé và bảo lưu vé rồi quỹ vé hòa hoàn tiền nếu bạn gặp khó khăn thắc mắc xin liên lạc qua tin nhắn zalo 0969 chấm 998 966 quý khách vui lòng không gọi trực tiếp thì trên cái bản vé Ừ. có cái cụ thể hết cái uh, vào đói website mình sẽ thấy hết ha và có gì khó khăn thì các bạn cứ liên... à, fc mình cứ liên lạc với em uh, hồng phước đặng hỗ trợ ha. hỗ trợ việc vé thì uh, đó là thông tin về uh, vé và cái phòng trà lulu lola hương thấy uh, đặc biệt là uhm ở cái khung cảnh Đà Lạt ha, chiều Đà Lạt mộng mơ mà nghe tiếng hát thì nó sẽ rất là tuyệt vời và rất là hay. sân khấu hương nhìn thấy sân khấu rất là đẹp luôn đó, rất là đẹp. sân khấu còn chỗ trống nè, còn chỗ trống Lulu Lula gì đó. Thì đó là thông tin về vé cả nhà đặt vé đi cho vui và ủng hộ vé cho tháng 5 tháng năm um, <laughs> rộn rã mùa xô rộn rã mùa thi và cũng rộn rã mùa xô thì uh, và tiếp tục về uh, cái trang youtube của con thì trong khi chờ đợi uh, các uh, các quý khán giả có nhớ cường thì vẫn tiếp tục ha vẫn cứ tiếp tục yêu uh, nhạc yêu tiếng hát của con uh, muốn nghe được tiếng hát của cường thì cứ vào trang À, và nghe ha và và chết và nhiều bài hát của cường đang chờ đợi triệu view lắm cả nhà ha à, mình cũng uh, mình cũng uh, lâu lâu mình rảnh dặn gỏi mình nhớ vào mà mình nghe mình ủng hộ tuy là uh, không có những cái mv mới nhưng mà nhiều bài hát rất chờ đợi chúng ta cho triệu view để để đưa cái tiếng hát uh, chàng hoàng tử được review ha thì uh, hồ văn cường official thì hương cũng cập nhật mỗi ngày có cái lượt đăng ký có tăng gì không cả nhà ha Vậy cũng tương tác thì hồ văn cường official thì hiện giờ là vẫn là uh, 166 000 người đăng ký uh, 166 ngàn người đăng ký và nhiều bài hát um, chờ chúng ta để được triệu view và đặc biệt là những cái mv đặc biệt uh, dấu ấn nhất thì sẽ mong sớm được 5 triệu 10 triệu giống như MV đầu tiên à, người ơi đừng bỏ quê cung đàn thương nhớ ha thì cung đàn thương nhớ thì được 1 triệu 100 rồi thì à, người ơi đừng bỏ quê thì nó đã 3 triệu 6 khi nào mình được 5 triệu và những cái bài hát cũng nói chung là những bài hát trong live show cũng may Đà Lạt Hoàng Hôn Năm trăm mấy thương về mừng rất lạnh rồi nửa đêm ngoài phố Trời đông cổng mẹ giấc ngủ đầu nôi mùa xuân bên nhau thì đó là cái trang youtube ha mỗi ngày cũng vào tương tác cả nhà ơi ha à, mình đi đâu rồi cũng phải quay về ha quay về nhà của chính mình ha quay về nhà của chính mình thì à, mình cũng vẫn đi chơi vẫn vẫn uh, thỏa thức rong chơi theo mình ha rong chơi nhưng mà mình um, cũng vẫn nhớ ha đi đâu rồi vẫn nhớ quay về đặc biệt là ủng hộ những cái sản phẩm nhạc của con cường tiếng hát của cường thì à, mình ủng hộ ở đâu cũng được ở đâu cũng là tiếng hát của con cường ha nhưng mà đi đâu rồi cũng phải nhớ quay về vậy thôi và đặc biệt là những cái bài hát mới mà à, theo mình biết thì giống như mây thì một cái người mà tổ chức tổ chức nhạc thì người ta sẽ đăng những cái bản nhạc lên cái trang của người ta mình nhận mình cũng ủng hộ ha ủng hộ mình ủng hộ và mình như là một biết ơn và mình ủng hộ tiếng hát thì đưa cái giọng hát của ca sĩ được nhiều người biết đến hơn nha gian xa hơn nhiều cái bài bài hit mới hết nói chung là mình nghe nhạc cài view là tốt ha cả nhà nghe nhạc cài view mà những bài cường hát là ok mình ủng hộ cường ha thì, đó, thì hương chỉ nói vậy thôi khi mình mở thoáng uh, rất là vui vẻ và thoải mái không có quan điểm gì hết nhưng mà hương uh, mỗi ngày thì sản phẩm trên cái trang của cường là youtube và fanpage thì hương phải nói ha không có uh, mình thích nghe cường hát bài nào thì mình nghe ha mình cứ nghe và cái đó là cái quyền tự do của mình yêu thích ha miễn mình nghe nhạc của cường hát là ok Um, để ủng hộ nhiều bài hát, thì um, tiếp tục thì uh, youtube xong thì còn những một ít thời gian thì hương lại tiếp tục và uh, chia sẻ về cái thông tin về uh, trường đại học Hoa sen, uh, trường đại học Hoa sen mùa thi cử thì uh, nói chung là tiếp tục vẫn uh, ủng hộ cho các em sinh viên và uh, lan tỏa để uh, cái trường này là trường có một cái um, tiêu chuẩn rất quốc tế thì à, là cùng lan tỏa cho các phụ huynh và các e con em trong cái bước đường uh, chuyển bước đang phổ thông trung học và chuẩn bị lên uh, đại học thì sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ chưa biết chọn con đường nào thì um, đặc biệt là cái trường này là trường um, có chuẩn quốc tế với được đánh giá là ra ra trường bảo đảm 95% có việc làm và trong lúc học thì các bạn sinh viên cũng có cơ hội tiếp thu và thực tập với à, trải nghiệm cái kinh nghiệm với nhiều cái giám đốc nhiều cái ngành nghề khác nhau và cũng đã có đi nước ngoài hợp tác để, để lao động thì đó là một điều tuyệt vời mà À, ở trường đại học hoa sen hương thấy được cái trường cấp quốc tế với những cái ngôn ngữ khác nhau Nên sinh viên nói chuyện bằng những ngôn ngữ ngoài tiếng anh phải tiếng anh phải có và những cái ngôn ngữ khác nhau nữa thì à, rất là tuyệt vời và đặc biệt là à, mình nói cái ngôi trường này bởi vì cái ngôi trường này là nơi đào tạo và truyền kiến thức ha và cho idol của mình ha. À, mà sinh viên năm ba trường đại học hoa sen À, thì tất cả ai cũng biết muốn biết à, yêu thương idol thì ai cũng muốn biết về những cái thông tin chia sẻ về một chút về về sự học về cuộc sống ha ai cũng muốn biết ha ha thì à, qua đây mình nắm bắt được một chút về cái trường đại học hoa sen và cũng thông tin trường đây là cái trang đại học hoa sen ha trang chính thức mọi người chưa đăng ký thì vào cũng đăng ký và ủng hộ các ở trường học và các sinh viên lan tỏ cho trường. À, Đại học Hoa Sen 7 giờ cách đây ngành hot Đại học Hoa Sen. thông tin 7 giờ cách đây Đại học Hoa Sen ra mắt ngành ngôn ngữ Trung Quốc ký kết hợp tác cùng 8 doanh nghiệp, đa dạng cơ hội việc làm cho sinh viên, không chỉ được lắng nghe về những lợi thế theo ngành học ngôn ngữ Trung Quốc, các bạn học sinh sinh viên còn trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đậm chất Trung Hoa và chứng À, kiến nghi thức kết hợp tác của Đại học Hoa Sen và 8 doanh nghiệp. Ngày 4 tháng 5, Pha ngôn ngữ văn hóa quốc tế Đại học Hoa Sen tổ chức ra mắt ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Theo đó, từ năm 2024, trường Đại học Hoa Sen đào tạo ngành ngôn ngữ Trung Quốc với nhiều ưu điểm như chương trình đào tạo bám sát thực tế, đầy đủ kiến thức chuyên ngành, các kỹ năng mềm, nhiều hoạt động field trip, study tour, ngắn hạn chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học tại Trung Quốc và Đài Loan đặc biệt ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại Đại học Hoa Sen nhận được sự đồng hành từ rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc ở trong và ngoài nước. Sinh viên dễ dàng thực tập và có việc làm ngay khi chưa tốt nghiệp. Hai cái điểm này là điểm nhấn nè. Sinh viên dễ dàng thực tập và có việc làm ngay khi chưa tốt nghiệp. Tại lễ ra mắt khoa cũng ký kết hợp tác với 8 doanh nghiệp gồm tập đoàn Đại trường Phát, Trung tâm Anh ngữ Việt Đỉnh um, Việt Thớp Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Việt Hệ thống Anh ngữ và du học Care Education Trung tâm Anh ngữ VSET, Trung tâm Hoa văn thương mại Thành phố SHC Công ty Fire Chemical Đài Loan Công ty trách nhiệm hữu hạn Wuluan Việt Nam Tìm hiểu chi tiết về ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại www.hoa-sen.edu-education-vietnam thì tuyển sinh ngành ngôn ngữ Trung Quốc thì đây là những cái à, ngày càng mở rộng thì hợp tác đối tác với các nhiều nước đặc biệt là các nước Trung Quốc là một cái thị trường ha, rất mạnh thì biết ngoại ngữ ha, và mở mở rộng cái tiếng thì ngành ngôn ngữ ngành ngôn ngữ mở rộng thì sẽ có cơ hội à, một trong những ngành nghề rất là cũng đang hot ha và sẽ có những bảo đảm là ra trường sẽ có việc làm và ngay lúc mà trong học thì các em sinh viên trải nghiệm văn hóa Trung Hoa thích ớt ngành ngôn ngữ Trung ha à, đó thì à, rất là tuyệt vời ha những cái nền văn hóa và trải nghiệm ngôn ngữ đây là những hình ảnh những hình ảnh của um, chúc mừng sự kiện trung tâm anh ngữ việt ha là chúc mừng những cái sự kiện để ra mắt cho cái chương trình đó nói chung chương trình uh, với những cái truyền thống ha. hoa sen uh, hoa sen uh, trường đại học hoa sen nó cả nhà ha viết chữ ha viết chữ uh, trung quốc đó, trải nghiệm văn hóa Trung Hoa kết hợp ngành ngôn ngữ ngôn ngữ trung học đây là hình ảnh của các các bạn sinh viên lăng lăng lắng nghe nhụ cười hồn nhiên ha tuổi sinh viên là tuổi đẹp nhất ha Chúc các e các em các bạn có một mùa thi một năm học rất là thành công và thành tích cao nhất mọi sự tốt đẹp nhất và may mắn nhất thì còn mấy phút thì mười sáu giờ hoa sen hai mươi bốn chấm bảy thì chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc có một không hai tại ngày hội hoa sen tour nếu chưa biết mình phù hợp với ngành học nào thì mời bạn đến Hoa Sen Tour để trải nghiệm ngay trực tiếp chứng kiến một phân tòa ngay tại hội trường 2. À, tại à, trực tiếp chứng kiến một phiên tòa ngay tại hội trường 2 204 tham gia trải nghiệm văn hóa Trung Hoa lắng nghe chia sẻ các à, về ngành nghề từ các thầy cô đại học Hoa Sen chắc chắn sẽ giúp bạn chọn được ngành học mình mong muốn một ngày thứ bảy với vô hoàng với vô vàng hoạt động hấp dẫn dành cho các bạn học sinh sinh viên diễn ra tại trụ sở chính của Đại học Hoa Sen ngoài nghe tư vấn ngành nghề à, khô uh, 2k6 còn được trải nghiệm nhiều hoạt động như lớp học viết thư pháp cơ bản và sự kiện cầm kỳ thi họa thi đối đầu thi đối thi đấu đối kháng thể thao điện tử trưng bày sản phẩm công nghệ tham gia phiên tòa giả định về tranh chấp ly hôn nuôi con và chia tài sản trải nghiệm môn thể thao góp body thời thượng thử sức làm bartender ship khăn nghệ thuật lắng nghe talk show hiểu yêu và đồng hành cùng con cái talk show này cũng rất là hay nè hiểu yêu và đồng hành cùng con với chủ đề xu hướng con du học nỗi lòng ba mẹ ngoài ra các bạn còn được khám phá không gian trưng bày sản phẩm cuộc thi TV React năm 2024 cuộc thi đại học qua sàn Nick sản phẩm của ngành thiết kế nội thất những sân chơi vô cùng năng động của sinh viên đại học hoa sen đặc biệt khi đến đại học hoa sen hai uh, k 6 còn cơ hội nhận tấm vé hoa sen global trải nghiệm thái lan malaysia trong mùa hè này đăng ký tại trường chấm chấm tiễn sinh chấm tuyển sinh chấm hoa sen edu vn việt nam global thì um, đó là những cái thông tin ha xu hướng con du học nỗi lòng của ba mẹ thoát show và những cái những cái định hướng trong tương lai với những một hai ba bốn năm sáu bảy bảy cái ha trải nghiệm những cái môn thể thao thì bạn chưa biết mình chọn được cái ngành nào thì để qua sen tour để trải nghiệm với những cái ngành nghề khác nhau mình sẽ thích ngành nghề nào để trải nghiệm thực tế và đây cũng là một trong những cái chuỗi hoạt động có một đặc sắc có 102 tại trường đại học Hoa Sen thì à, lắng nghe và ngành nghề học và trải nghiệm tham gia trải nghiệm văn hóa Trung Hoa rồi chứng kiến, kiến một ngay, ngay một cái phiên tòa tại hội trường 204 rồi thầy cô chắc chắn giúp bạn ha thì có nhiều cái cái hoạt chuỗi hoạt động đặc sắc thì giúp sinh viên à, có nhiều cái à, kinh nghiệm hơn có để mình chọn cái cái ngành nghệ học của mình là một cái rất là thiết thực ha và cần thiết thì đây là những cái hội hỏi thi sách rồi về luật rồi về du học ha thì đăng lên những cái hình ảnh trên đây và chia sẻ cái thi quả mến yêu đa này, xu hướng du học và nỗi lòng của cha mẹ và đây là những cái hoạt động của các bạn và luật sư ha trải nghiệm cái uh, uh, phiên tòa uh, đó tranh chấp và thử thử ứng nghiệm với tài năng của mình coi có phù hợp để mình chọn được cái ngành nghề nào thích hợp nhất thì uh, đó là uh, thông tin về cái trường đại học Hoa Sen thì Hương sẽ uh, kết thúc cái video tại đây và xin cảm ơn uh, sự uh, là lắng nghe và chia sẻ video của Hương Hương rất là biết ơn và hẹn uh, cả nhà vào video tiếp theo và không quên chúc cả nhà một ngày một tuần mới rất là nhiều niềm vui, nhiều cái hạnh phúc và nhiều năng lượng mới. Hương xin chào tạm biệt và hẹn lại cái video sau. À, xin để lại cho Hương một ngón tay đẹp và à, những lời bình luận. <laughs> Hương xin cảm ơn rất nhiều. <laughs> um.